Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Đường Võ Nguyên Giáp càng ngày càng trở nên sầm uất với rất nhiều các dự án nhà cao tầng đang được triển khai dọc theo hai bên trục đường. Skyline của khu vực phía nam thành phố càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Trong video này, Hải Phòng chúng tôi xin mời tất cả các bác cùng cập nhật nhanh tiến độ một số dự án đang được triển khai quanh trục đường Võ Nguyên Giáp này nhé. Đường Võ Nguyên Giáp được coi là cửa ngõ phía nam của thành phố Hải Phòng. Việc di chuyển dễ dàng vào trung tâm thành phố cùng với hệ thống tiện ích xã hội đầy đủ như trung tâm thương mại Ion, bệnh viện, trường học đã khiến rất nhiều người chọn cái khu vực này là nơi an cư. Trước mắt các đây chính là hình ảnh dự án Sentosa Sky Park Hải Phòng. Đây là một dự án chung cư cấp với phong cách sống chuẩn Singapore. Sẽ có nhiều tầng kiến trúc xanh trong cái tòa nhà này và các cái khu vườn sẽ được bố trí và chia đều ở các cái độ cao khác nhau như khu vườn trệt, khu vườn lửng Oasis Garden và khu vườn mái Sky Garden. Sentosa Sky Park được đầu tư và xây dựng tại một vị trí có thể nói là kim cương với hai mặt tiền, một mặt tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp và một mặt tiếp giáp với lại trục đường Bùi Viện. Tổng diện tích đất triển khai dự án là khoảng 6.000 m2, bao gồm một tòa tháp chung cư có hình chữ U, cao khoảng 28 tầng nổi và một tầng hầm. Ở thời điểm hiện tại thì dự án đã được chủ đầu tư triển khai đến tầng thứ 26 rồi. Các cái tầng phía trên này tiếp theo sẽ được xây thụt vào để làm các cái khu vườn Sky Garden giống như decor này. Nhà thầu triển khai xây dựng dự án đó chính là tổng thầu Delta, nằm ở phía cuối trục đường Võ Nguyên Giáp, liền kề với lại khu đô thị Vinhome Marina Cầu Rào. Thì cũng có một cái dự án nữa đang được triển khai, đó chính là một cái phức hợp giáo dục quốc tế Singapore. Dự án này thì là một trong 20 dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng triển khai trong năm 2024, đã được Hải Phòng chúng tôi cập nhật trong cái video 20 dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, và cũng không nghĩ là nó được triển khai ngay và nhanh đến như này. Dự án này do chủ đầu tư là tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderwood triển khai. Tổng diện tích đất triển khai dự án là khoảng 3,04 hecta và đơn vị thi công dự án là Centra. Centra với vai trò là tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng các khối nhà, bao gồm kết cấu, hoàn thiện, cơ điện và hạ tầng cảnh quan của toàn bộ dự án. Đơn vị này thì cũng thực hiện thi công rất nhiều các cái trường học quốc tế lớn trên cả nước như Đại học Phoenicia Hà Nội, trường quốc tế Chadwick ở Eco Park Hưng Yên, rồi trường liên cấp Dway Ocean Park Hà Nội ở Vinhome Ocean Park, trường quốc tế Edison ở Eco Park Hưng Yên, vân vân, và rất nhiều các cái dự án khác nữa. Quay trở lại với cái phức hợp giáo dục của Kinderwood này thì trường sẽ được triển khai thành hai giai đoạn, với cái giai đoạn đầu bao gồm mà các khối lớp học và các khu thể thao đa năng, bể bơi, khán phòng sẽ được triển khai trước và dự kiến sẽ bắt đầu đi hoạt động vào tháng 8 năm 2024, tức là chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ đi hoạt động. Không biết là với tiến độ hiện tại thì có kịp không. Đi qua nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp Bùi Viện thì trước mắt các bạn chính là hình ảnh dự án Hoàng Huy Comic, một cái dự án luôn thu hút mà anh nhìn khi di chuyển trên trục đường Võ Nguyên Giáp với cái độ cao vượt trội. Đây là một tổ hợp gồm 3 tòa chung cư liền kề nhau với độ cao là 36 tầng do Hoàng Huy Group triển khai. Ngoài ra thì ở phía mặt đường Thiên Lôi,
Tập đoàn Hoàng Huy thì cũng đang triển khai cái giai đoạn 2 của dự án này. Đó là hai tòa tháp cao 36 tầng ở mặt đường Thiên Lôi. Như các bạn thấy đây thì chủ đầu tư đang triển khai phần đế móng rồi. Tiếp tục một dự án nữa, đó là dự án trung tâm thương mại Panora Central do công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Vietso làm chủ đầu tư. Cái dự án này cũng được triển khai rất là nhanh các bạn. Hiện tại thì nó phải triển khai đến tầng thứ 6, thứ 7 rồi. Hình như dự án này cái độ cao của nó chỉ là có 9 tầng thì phải. Ban đầu thì cái khu đất này được quy hoạch trở thành một khách sạn Lavanda với cái phối cảnh rất đẹp như này. Nhưng về sau thì được chuyển đổi thành trung tâm thương mại và cái trung tâm tiệc cưới như hiện tại như này. Còn đây là hình ảnh trung tâm thương mại lớn nhất Hải Phòng, Aeon Mall Lê Chân Hải Phòng. Đây là hình ảnh cầu vượt Nguyễn Văn Linh và khu vực nội đô phía nam thành phố Hải Phòng. Cuối video xin mời các bác ngắm nhìn thêm những hình ảnh rất đẹp của dự án Vinhome Marina Cầu Rào 2. Như vậy là Hải Phòng chúng tôi đã cùng các bác đi qua nhanh các dự án nghìn tỷ ở phía nam thành phố Hải Phòng. Đây đều là những cái dự án cao tầng có ảnh hưởng đến skyline của khu vực phía nam thành phố. Các bác thấy sao về tiến độ các dự án này? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng cho tôi nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.